ở đường Ngô Quyền. Phía sau của Lâm đó là chợ Vĩnh Bảo đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ xin giới thiệu về cái chợ Vĩnh Bảo, một trong những cái chợ cũng ấp thành, cũng khá sớm ở Gạch Giá này nè quý vị. Theo tìm hiểu của Lâm thì chợ Vĩnh Bảo là trước đây là hình thành. Trước đây cái nền chợ Vĩnh Bảo trước đây là nhà máy cháy. Nhà máy cháy thì có rất là nhiều cái nhà máy cháy ở nhà máy cháy là nhà máy xây sát lúa trước đây ở đây đó quý vị. Nó có khoảng 9 cái nhà máy cháy. Thì đây là một trong những cái nhà máy trước đây là một trong những cái địa điểm là nhà máy cháy ở đây. Rồi sau này là chợ Vĩnh Bảo. Chợ Vĩnh Bảo trước là một cái chợ nhỏ thôi, sau này lô sạp thì hiện rất là ít người kinh doanh, nhưng mà cái khu mà buôn bán về các thực phẩm hải sản với mặt hàng rau rau quả thì rất là tương đối là đông đúc hơn. Ra đây mời quý vị cùng Lâm đi vào khám phá khu vực chợ Vĩnh Bảo. Xa hơn nữa đó là cầu Sư Thiện An đã hoàn thành đó quý vị. Cầu Sư Thiện An thì nó nối liền đường Sư Thiện An là ngay đó, đối diện chùa Tam Bảo đó quý vị. Đi qua phường Vĩnh Hiệp. Này là bán buổi sáng khoảng tới mấy giờ cô ha? Chứ dạ. À không, con quay mấy chợ giới thiệu cho mấy cô bác ở xa coi thôi. Quay vào đó kìa, ở đó bán. Cô, cái này có bán được không cô? Đấy. Vậy hả? Vậy là bán buổi sáng khoảng tới mấy giờ cô? Hay là bán mấy ngày? 11 giờ. À tới 11 giờ hả? 11 giờ mấy chị em. Dạ. Coi con cảm ơn cô. Cái nền của cái chợ này là nằm trên chợ Bà Đen hả? Bà Đen. Nào ở đó đem có chợ đâu. À. Ở trong cái mấy cái hẻm nhà thẳng người ta vô người ta bán thôi, rồi ổng mới lập cái chợ ra. À. Vậy cô, cái này là hình thành được khoảng bao lâu rồi hả? 6-7 năm gì rồi. À 6-7 năm gì hả? Nhưng mà trước đó cái chợ Ba Đen á là có chút xíu rồi đúng không? Chút xíu rồi, cái hẻm nữa đặng là trong hẻm luôn à, không có ra đường. Rồi. Có khu vực ở ngoài này bán được đông thôi quý vị, còn ở trong là bán không có được. Tại cái thứ nhất là về người ta khoái mua, vừa mua vừa đi luôn cho nó lẹ. Đây là khu vực mà cập bến đối với những cái ghe nhỏ nè quý vị. À, đó là khu vực bãi giữ xe của chợ. À,
Bà ơi, dạo này bán được không bà? Gì đó? Dạo này bán được không? Bán ấy chết sáng rồi bán mấy giờ này. Rồi bà là ở đâu ra bán? Ở biển hiệp. Ở bờ biển hiệp. Mặt qua coi mày hiện ra thiện là cái ghê đó ông già. Báo đẹp, báo đẹp.
bán được không chị? Bán được không? Được. Vậy hả? Bán nó khoảng tới mấy giờ chị? 12 giờ. Cô nhớ con không? Ý ơi bán được không? Được, bán đắt lắm ra. Có đâu không, cái này mình bán chắc đâu bằng một lần nữa ấy. Bán ít hơn. Đi chợ cũng dăng. Bây giờ như là đi qua mấy cái chợ lớn nhiều hả ấy? Qua mấy chợ lớn nhiều. À dạ. Tự nhiên chợ này nó cũng nhỏ, người bán nó sớm nó quen á. Chứ hồi chỉ bán không có đủ đồ. Như người ta đi đám tiệc rồi ta đi mấy chợ lớn cái này ta không có đi. Là chỉ có ăn hàng ngày. Ý bán được không Ý ơi? Bán được, con ra chai. Yeah.
Vậy là có coi clip của em đúng không? Ủa. Cái này của em 5.000. Chị lấy em cái của anh. Đây là 2.000 công tử của anh. Ở đây có các loại bánh mì nè quý vị. Đây là khu vực đầu chợ. Bán tới khoảng mấy giờ? 11 giờ là xong là phải dọn đi nữa hả? Dạ. Ở mình ở đâu là lại bán anh? Em ở An Giang lại. À, ở An Giang luôn hả? Vậy là mấy cái tàu ở dưới mấy sông là mà mình ở dưới đó hả? À rồi mình mới đi. Dạ. Cảm ơn chú. Từ lên dọn. Ủa cô mà cái này bán được không?
nó cũng đỡ. Tại khu vực trong bán thấy thiếu quá trời. Được. Đó mà ý là ở đâu lại đi ha? Ở Hậu Giang. Hậu Giang hả? À. Cái chú đó ở An Giang. Trời ơi. Dạ. Ở đây đi. Là... Đây ở còn ý ở đâu? Ở Hậu Giang. À hay đều ở cho Hậu Giang. Ở ý Hậu Giang là ở huyện nào ý? Mà có gì anh hay là ở Hậu Giang. À. Luôn à. À, bữa hôm con có quay cái thành phố Vĩ Thanh mà cái chợ nó bự quá ý rồi. Cái chợ cạnh các chợ bên chợ nông thôn á, rồi nó bán nhìn quá quá trời đẹp luôn. Hậu Giang nó làm đẹp đó. Mà quy hoạch quy củ hơn mấy cái chợ này. Ủa vậy là mình bán chú vịt nuôi chú sim hả? Ý còn bán chú nào đúng không? Chú sáp là chú này hả? Vậy là bao lâu mình lên một chuyến ơi ha? Thầy đi 20 ngày mới lên được chuyến vì đi xe cử luôn à. Xe cử dạ. Rồi cảm ơn ý. Chúc ý mua bài bán đó. Đây là khu vực phía ngoài nè quý vị. Ở ngoài thì bán đông đúc hơn khu vực ở phía trong nhiều. Ở phía trong thì thường các bác đã bỏ lô rất là nhiều. À, kính thưa quý vị, đây là phía trong, quang cảnh phía trong, những cái lô đóng rất là nhiều. Cô ơi, cái này bây giờ bán lai gai thôi hả cô? Bán ế luôn hả? Dạ. Ủa mà cô, cái này bây giờ một tháng là cô mướn tháng bao nhiêu? Một tháng giá đóng 900 tiền điện luôn là à. Tiền điện thì riêng. À, tiền điện riêng. Tiền riêng rồi góp ba mà vệ sinh môi trường. Thì là một tháng nếu mà trung bình cô đóng là không? Khoảng đến 1 triệu mấy. Triệu mấy hả? Dạ, bây giờ bán lại không được nữa. Bán được mà như nó vắng á. Lai gai thôi vậy đó. Ngày bán được vài trăm. Tại vì tôi lỡ vô đây rồi. Rồi với một lẻ nữa thôi mình về mình bỏ đồ mình đâu. Mình nghĩ lỗ sao. Vậy thôi kệ. Có như là cô gần đây không hay là gần sao? Đây nè, nhà kế bên. Dạ. Nên hả cô? Đây là khu vực phía sau nè quý vị. Một là làm kho, hai là đều vắng hết. Lên hình rồi đó ý ơi. Những khu vực này một là làm kho hết rồi đó quý vị, hai là bỏ trống. Ở đây thì làm thấy có cái toilet ở chợ phục vụ tốt hơn cho bà con.
sau đây Lâm sẽ đi xuống khu vực ở phía dưới phỏng vấn một số bà con. Ủa mình ở đâu tới gì ý? Hậu Giang. À nãy ý cho nó hả? À. À vậy hả? Vậy bán khoảng bao lâu thì mình đi về? 3-4 ngày. À 3-4 ngày hả? Dạ. Mà bán đỡ lắm không ý ha? Đỡ. Dạ. Ủa mà sao ý không bán ở bển mà mình phải qua tuốt bên đây vậy? Ở bển bán đâu có bằng ở đây. À ở đây lượng khách này kia đông hơn ấy. Ủa rồi mình đi đường nào mình về ấy ha? Đường Dòng Ghiền. Dòng Ghiền hả ta? À có nghĩa là mình chạy thẳng cái kinh này lên hoài hả ý? Ừ. À thẳng lên hoài mới về được à. Ừ. Tại vì con không có đi đường sông này nào, con chỉ đi đường lộ này. Ừ. Dạ. Rồi cảm ơn ý. Ừ. Ủa mà tất cả bà con ở đây hầu như là ở mấy cái tỉnh ở tỉnh xa rồi. À dạ dạ. Rồi con cảm ơn ý nhiều. Ừ. Không thấy ai ở trường ấy rồi. À, quay. Đây là tất cả đều à như là chú sim hết nè quý vị. Đây là kinh ông Hiển nè quý vị. À, kinh ông Hiển trước đây là một con kinh được đào, sau này là tùy từng khúc mà có cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như ở đây thì thường người dân ta gọi là kinh ông Hiển, còn ở khu vực Tà Niên thì ta gọi là đoạn kinh Tà Niên đó quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo quý vị.